tiễn con ra tận bến tàu, đưa con một gói đất nâu, vịnh vai mẹ dặn con về thủ đô, đem dân cụ Hồ gói đất miền Nam. Thưa dù núi cách sông ngăn, đồng bào Nam Bộ vẫn gần bên cha, tình yêu thắm thiết đậm đà, Nam là của Bắc, Bắc là của Nam. Nam là của Bắc, Bắc là của Nam. Ra Bắc năm 1954, một cuộc dịch chuyển lực lượng quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. Mỗi bước chân là một sự chia xa, là sự hy sinh thầm lặng và niềm tin mãnh liệt vào ngày đoàn tụ. Ở đó, khắc ghi sâu vào ký ức và trái tim triệu triệu người con Việt Nam tình sâu nghĩa nặng. Trong năm tràn hòa, mỗi sông đa ca, đầy
đấu tranh một lòng. Rồi đây thống nhất thành công, Bắc Nam ta lại vui chung một nhà. Kính thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu về độc lập, thống nhất cho dân tộc Việt Nam. Trong đó, đồng bào miền Nam luôn ở trong trái tim người. Tại bến Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc, tỉnh sâu nghĩa nặng. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Cách đây 70 năm, tại nơi đây đã diễn ra 200 ngày tập kết để đưa cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam ra Bắc sinh sống và học tập. Bến Sông Đốc giờ đây đã trở thành di tích lịch sử, ghi dấu một trang sử vàng trong quá trình xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tới tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị đại biểu, các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn A. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn B. Cùng với đó là sự hiện diện của đại diện các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương, và đặc biệt là sự hiện diện của đồng bào, chiến sĩ và người dân của địa phương. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón quý vị đến với cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết mang chủ đề Tình sâu nghĩa nặng. Từ nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, xin được gửi lời chào trân trọng đến các quý vị đại biểu và đồng bào trên khắp cả nước. Kính thưa quý vị, nơi tôi đang đứng ở đây, nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể nhạt phai trong ký ức của các thế hệ học sinh miền Nam từng học tập và sinh sống tại nơi này. Đến năm 1955, trên toàn miền Bắc có khoảng 32.000 học sinh miền Nam. Riêng tại Hải Phòng có 15.000 học sinh học tập tại gần 20 ngôi trường. Với học sinh miền Nam, thành phố Cảng thực sự là nơi ân nặng, tình sâu, một thời đã cưu mang, đùm bọc họ, trở thành quê hương yêu dấu thứ hai. Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, biết bao thế hệ cán bộ, lãnh đạo đã trưởng thành và cống hiến xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, phồn vinh và hạnh phúc. Đến tham dự tại điểm cầu Hải Phòng, xin được trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, quý vị quan khách và quý khán giả. Từ khu lưu niệm đồng bào cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Cảng Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xin được gửi lời chào trân trọng đến các đồng chí lãnh đạo và đồng bào cả nước. Kính thưa quý vị, nơi đây 70 năm về trước được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tin tưởng lựa chọn là địa phương đầu tiên ở miền Bắc đón tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng vạn người con phương Nam. Đây là cuộc gặp gỡ có ý nghĩa chính trị lịch sử đặc biệt, thiêng liêng và vô cùng cảm động giữa người dân xứ Thanh và những người con miền Nam tập kết ra Bắc. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay tại điểm cầu Thanh Hóa, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, khách quý và đông đảo bà con Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang tại Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneva, công nhận độc lập, tự do trên bán đảo Đông Dương. 300 ngày đêm, từ tháng 9 năm 1954 đến tháng 5 năm 1955,
hàng vạn đồng bào cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam được chuyển ra Bắc. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc lại có một cuộc chuyển quân vĩ đại và đầy tính chiến lược như vậy. Điều đó nó thể hiện cái sự lãnh đạo và cái tầm nhìn và chiến lược của Đảng. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta không thể dễ dàng có được hòa bình. Kẻ thù không thể dễ dàng cho chúng ta thực hiện hiệp định Geneva để chúng ta thống nhất đất nước tầm cực. Thì bây giờ theo số liệu là có thể công bố được thì là chúng ta có khoảng 6 vạn cán bộ được bố trí ở lại. Ai sẽ đi? Những người đi đấy là những người để tiếp tục phục vụ sự nghiệp cách mạng. À, những người ở lại đó là những người thì chưa bị lộ, là những người cán bộ trung kiên, là những người sẵn sàng bám địa bàn, sẵn sàng hy sinh phong trào để tiếp tục hoạt động cách mạng. Trong hiệp định Geneva không quy định là đưa con em, đưa học sinh ra. Nhưng mà tôi đã đọc tài liệu, tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, trong các cuộc gặp gỡ nói luôn, vì hiệp định không quy định như vậy cho nên chúng ta không ghi biên bản. Nhưng mà đây là một cái chủ trương mang tính chiến lược, bởi vì cuộc chiến tranh, cuộc kháng chiến có thể sẽ còn lâu dài, thì chúng ta phải xây dựng được các cái thế hệ kế tiếp cho cách mạng miền Nam. Chính vì thế nên là phải đưa được càng nhiều con tổ học sinh, con em, cán bộ ra miền Bắc học tập, đào tạo thì sau này trở thành cái lực lượng nòng cốt để trở về miền Nam. Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, nơi lưu trữ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam, các cơ quan về việc tập kết chuyển quân ra Bắc. Trong đó có những chỉ thị tối mật như chỉ thị 52 CTTV ngày 8 tháng 6 năm 1954 về việc tuyệt đối giữ bí mật kế hoạch tập kết cán bộ quân dân chính ra Bắc. Cái việc giữ bí mật ấy là để tránh cho kẻ thù biết thì nó sẽ tìm cách nó phá hoại. Thế cho nên là những người nào mà được nằm trong danh sách là phải lên cái danh sách rất là bí mật, thành phần nào đi, thành phần nào ở. Đến nay 6-70 năm thì đấy chúng ta phải nói là cuộc chuyển quân tập thể chúng ta đã thành công, và chúng ta đã góp phần thực hiện thắng lợi được cái đấu tranh thực hiện thắng lợi hiệp định Geneva. Nhưng đồng thời chúng ta cũng đã chuẩn bị lực lượng cho một cái cuộc chiến đấu lâu dài, mà đó là một cuộc chiến đấu mà Đảng và Bác Hồ là chắc chắn chúng ta không thể thoát khỏi. Và để có cái thắng lợi của trận đấu đấy thì cái chuyển quân tập kết có một vai trò đóng góp khá quan trọng. Với tinh thần đi vinh quang ở anh dũng, người đi quyết tâm xây dựng miền Bắc vững mạnh, củng cố thành trì kiên cố cho cách mạng miền Nam, người ở lại giữ trọn lời thề son sắt thủy chung, quyết đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cùng hẹn ước 2 năm đoàn tụ. Khát vọng thống nhất đất nước đã giúp tất cả thêm đoàn kết, mạnh mẽ, can trường. Kính thưa quý vị, trên tay tôi lúc này là tấm ảnh về cuộc chia xa của người dân Cà Mau với người thân của họ trước khi lên đường tập kết ra Bắc. Trong tấm ảnh này, lúc đó những đứa trẻ chỉ mới khoảng 9 hay 10 tuổi thôi. Và giờ đây sau 70 năm, họ đã trở thành những ông, những bà, các bác, có cô. Trong chương trình ngày hôm nay, họ hiện diện với tư cách những nhân chứng của cuộc dịch chuyển vĩ đại, cuộc tập kết ra Bắc lịch sử. Từ tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc của tỉnh Cà Mau, xin mời các cô, các chú, các bác có thể vẫy tay gửi lời chào đến những khán giả cả nước được không ạ? Thưa quý vị, thời gian có thể làm phai mờ những dấu vết trên những tấm ảnh, cũng có thể in hằn trên khuôn mặt của các cô, các bác. Thế nhưng trong tâm trí họ, hồi ức về những ngày này 70 năm về trước chắc chắn vẫn còn vẹn nguyên. Chính từ nơi đây, có những con người đã sẵn sàng lên đường, gác lại nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ cha mẹ để háo hức đến gần với Đảng, đến gần với Bác Hồ, đến với những người đồng bào miền Bắc ruột thịt, thân yêu. Sáng ngày lúc tinh sương, chúng cháu nghe chú tuệ lên đường, rồi truyền thăm về thủ đô. Vội vàng chúng cháu rủ nhau gọt màu đầu, chúng cháu thành bức thơ. Đã ở tuổi gần 90, dù có một số chi tiết về cuộc tập kết cách đây tròn 70 năm đã không còn nhớ rõ, nhưng những vần thơ gửi Bác Hồ mà ông Nguyễn Thanh Bảy cùng những học sinh trường thiếu sinh quân khu 9 viết bằng máu
gửi tới Bác năm 1950 thì ông không thể nào quên. Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, chị cả là bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, chiến sĩ cảm tử quân tham gia kháng chiến, đánh thắng trận Bình Thủy, rồi kết hôn với tướng Phan Trọng Tuệ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Các em noi gương chị đều theo cách mạng. Nguyễn Thành Bảy, chàng trai mới 15 tuổi lúc đó đã sẵn sàng gác nỗi nhớ má, nhớ quê hương lên tàu tập kết ra Bắc để gần Trung ương Đảng, Chính phủ, gần Bác Hồ và đồng bào miền Bắc. Tôi là nước mốt mà bà ấy có thương nhớ lắm chứ, biết ruột đi chứ. Nhưng Tổ quốc cần thì mình sẵn sàng, mình không thể vì cái cá nhân của mình trước đó mà mình bỏ đi cái sự nghiệp chung của anh em, của đồng bào. Khi mà đi tập kết ra Bắc, đúng là chúng tôi không có gì để mang lên, chỉ có lòng quyết tâm và cố gắng để ra Bắc học tập để thực hiện cái nhiệm vụ là tổ quốc của nhà. Là chị gái ông Nguyễn Thanh Bảy, bà Nguyễn Thị Thu Hường quyết định mang theo hai con nhỏ, một người lên 4, một người mới chào đời, lên tàu ra Bắc cùng với niềm hy vọng và quyết tâm trở về giải phóng miền Nam. Khi mà ra biển lớn, nó lắc, con gì nó lăn qua lăn lại mà con nhỏ, xác định thái độ mình phải vượt những cái gì cần còn vượt được thế này. Thành ra tụi tôi phấn đấu là nghĩa là vượt hết, dỗ dành con ăn uống sao cũng được. Nghĩa là làm sao mình làm đúng cái lời hướng dẫn của Đảng, Nhà nước. Tôi đi chào nhỏ từ Bình Hiệp mà về tới Cà Mau thì cũng đưa hai con trai. Nghĩa là hẹn 2 năm sau trở lại, nhưng mà không biết hai con trai sau ngày 24 năm. Với lý tưởng cao đẹp, hàng vạn người con miền Nam như bà Hường, ông Bảy đã lên đường tập kết ra Bắc. Vì lý tưởng chung, họ đã biết sống xa nhau khi Tổ quốc cần. Và trong những chuyến tàu đó, má Lê Thị Sảnh đã trao cây vú sữa cho đại diện đơn vị quân đội nhờ chuyển đến Bác Hồ với lời nhắn gửi: mong khi Bác thấy cây vú sữa là thấy đồng bào miền Nam. Chị em bạn học đó, nó nói mày bứng gì chi, sao nó bứng gì cho ba tao trồng, rồi bỏ vô giặt áo, rồi túm về mới giấu nó, mới đem về cho ông già tôi mới bỏ vô cái bội á. Rồi rồi mà chăm sóc cái vú sữa hàng ngày đó, là hôm sớm đi tập kết má tôi chuyển đi đó. Cây vú sữa của đồng bào miền Nam bên nhà sàn Bác đã trở thành cầu nối tinh thần, tình cảm sâu nặng giữa miền Bắc, giữa Bác Hồ với miền Nam ruột thịt. Đây là biểu tượng cho sự đoàn kết và khát vọng thống nhất đất nước. Dòng cơn đông tháp mười ơi,
chung mà son sắt như tấm lòng của con, nhớ tới đồng bào miền Nam. Thưa quý vị, 70 năm trước, đồng bào Thanh Hóa đã 7 lần đón tiếp hơn 56.000 thương bệnh binh, cán bộ, học sinh và các gia đình tập kết ra Bắc, đặt những bước chân đầu tiên trên cầu tàu cảng Hới, Sầm Sơn, hòa mình vào cuộc sống của vùng đất xứ Thanh, địa linh nhân kiệt. Vừa bước ra khỏi chiến tranh, còn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhưng bà con xứ Thanh đã dốc lòng, dốc sức đùm bọc đồng bào miền Nam. Chính những ký ức tròn nghĩa vẹn tình ấy khiến người đến, người ở vẫn mãi khắc ghi trong tim, dù 70 năm đã trôi qua. Ở độ tuổi 85, những thành viên của đội thiếu niên Chim Hòa Bình nhận nhiệm vụ đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tại Sầm Sơn Thanh Hóa khi đó vẫn nhớ như in từng câu khẩu hiệu, từng bài thơ đã đọc 70 năm về trước. Tôi còn nhớ lại là bài thơ xuống đọc của các anh nghe là: các anh các chị đi giữa rừng cờ đỏ rực, đi giữa nhiệt tình quân dân miền Bắc, bao nỗi niềm náo nước chờ mong, chúng ta như nước một lòng, nhị hà quyện với cửu long xanh gờn. Các anh bắt đầu mà tàu nó vào thì bắt đầu bước lên đây là các em vẫy vẫy cờ rồi là hô hiệu luôn: Hồ Chủ tịch muôn năm, vậy là Việt Nam thành đồng của Tổ quốc muôn năm. Các anh ấy nói lại đấy, từ hai ngón tay như này, nghĩa là hai năm mới đợi, hai năm mới chờ, mới chờ Bác Hồ về với Việt Nam. Thế là các anh cũng vẫy tay là tàu chạy, mà tàu chạy mình xuôi, các anh lên cái chuyện mà các anh nó cảm động lắm, thì các anh cũng xúc động luôn. Các bạn thương nhì thường đấy, rồi nói chuyện với nhau, rồi chảy nước mắt ra. Chảy nước mắt để giữ vào cái má của tôi này. Xong thì tôi thấy giữ đầu bầu má tôi là cũng hơi chảy nước mắt ra. Còn sống là nhớ rồi. Làm sao mà quên được, không quên được. Với vị trí chiến lược đặc biệt, cùng truyền thống cách mạng hào hùng, Thanh Hóa vinh dự được giao nhiệm vụ là nơi đón tiếp ban đầu cho cuộc chuyển quân lịch sử. Vừa bước ra từ chiến tranh, lại chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, nhưng với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, đất và người Thanh Hóa đã dùng cả tấm lòng để ôm ấp đồng bào miền Nam. Tôi thấy quá bất ngờ như mình được xà vào lòng mẹ, người mẹ thứ hai, đó là quê hương của Thanh Hóa, là dân Thanh Hóa lúc bây giờ là đang đói khổ, nghĩa là khoai vừa mới trồng bói
cũ thì bàn ngón tay này đã phải nhổ lên ăn để chống đói. Thì hôm đấy có hai đứa con của nhà chủ không được ăn củ khoai nào. Người dân thành đó lúc bây giờ gần như là xả thân vì miền Nam ruột thịt. Tụi tôi được phát áo bông, được phát chăn bông và được nằm trên giường. Còn chủ nhà thì thật là thương, là người ta phải trải chiếu, người ta nằm nền đất và rên khừ khừ, lạnh quá. Tôi nhớ hoài cái hình ảnh sao mà người dân Thanh Hóa đối xử với học sinh miền Nam lại hết tình hết nghĩa như vậy. Có những cô lúc đó mới có 17, 18 tuổi thôi, chưa có người yêu, chưa có chồng, nhưng làm trách nhiệm của người mẹ, đêm thì phải thức, sao ngủ được hay không, gần như xả thân. À, tất cả vì miền Nam ruột thịt bằng những hành động tưởng như là bình thường. À, nhưng mà đối với chúng tôi lúc bấy giờ vô cùng vĩ đại. Chính những ngày tháng trọng tình vệ nghĩa ấy đã khắc sâu vào tâm hồn người đến cũng như người ở nơi vùng quê xứ Thanh tình cảm đoàn kết bền chặt. Khác nhau thôi chứ một là nguyện tình Nam Bắc ngàn đời không quên. Biển tâm tình, biển nói nên lời, sống cả thế chung.
biển rộng ơi biển chung tình, bên nói lên dung bao ngày thương nhớ biển ơi. Xa quê tập kết ra Bắc vào năm 1954, nhạc sĩ Hoàng Việt phải xa vợ cùng ba con nhỏ ở miền Nam. Mãi đến năm 1957, giữa lúc đất nước ta bị chia cắt hai miền, đế quốc Mỹ và tay sai giáo diết đàn áp phong trào cách mạng miền Nam, nhạc sĩ Hoàng Việt mới nhận được thư của vợ sau 2 năm bận tin tức. Hồi đó cho tôi có bà bạn ở bên Pháp, cứ gọi Pháp tới đây, tôi vẫn lỡ là Pháp tới về. Cái mình không có gọi chồng được. Từ bức thư bay nửa vòng trái đất, nhạc sĩ Hoàng Việt đã xúc động và viết nên bản nhạc bất hủ về tình yêu đôi lứa, hòa trong tình yêu đất nước. Bài tình ca là cha mình viết năm 1907 thì cảm hứng là có người xa quê hương, người nhớ vợ nhớ con thì, nhưng mà đặc biệt là sáng tác chỉ trong một đêm. Và cái sáng hôm sau gặp tôi ở trường, thì anh bảo là Hiếu ơi, anh vừa mới viết bài tình ca tặng vợ, bây giờ anh đi làm tôi hát. Tôi cũng yêu ông ta. Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu, thank you.
bền vững em ơi, giữ lấy trái tim này sống yêu đời, làm một bài tình ca của đôi đứa ta dâng ca bao Kính thưa quý vị, từ những tình yêu vượt đàn bom, vượt không gian và thời gian, trên những chuyến tàu tập kết ngày ấy, có những mầm sống được nâng niu và nảy mầm trên đất Bắc. Những mầm xanh ngày ấy mang trong mình cả tình Nam, nghĩa Bắc và khát vọng thống nhất non sông. Một đêm mùa xuân rét mướt, mùng 3 tháng 3 năm 1955, cậu bé Huỳnh Dũng Nhân, con trai thứ hai của một cặp vợ chồng miền Nam tập kết ra Bắc công tác, đã cất tiếng khóc chào đời tại nhà thương thị xã Thanh Hóa. Cuối năm 1954 thì bắt đầu tập kết, mẹ tôi dặn anh tôi còn mang cái bầu to tướng là tôi trong đó. Chứ hồi đi học ấy, thì luôn luôn là phải ghi sơ yếu lý lịch, tôi cũng nắn non. Tôi bảo là nơi sinh Thanh Hóa, tôi gọi đấy là nơi chúng ta cắt rốn thì là quê hương thứ hai. Và đã là quê hương thứ hai thì nó vào máu thịt của mình. Miền Bắc là một phần cơ thể không thể tách rời của những người con từ mảnh đất chỉ có hai mùa mưa nắng. Ngay từ những cái chạm đầu tiên, giữa những đêm dài thao thức, những trái tim luôn chia đôi, vẹn tròn tình Nam, nghĩa Bắc. Bước vô xuống tàu tôi 9 tuổi. Tối thì tôi nhớ cái láng của tôi là anh em là cái đập xếp dớp như là cá mòi á, chiều bạn là không bỏ ăn, khóc nhớ bố mẹ quá, nhất là bạn các bạn gái. Nhớ nhưng cũng thực sự là không biết làm gì, toàn là những cái người mà không có cha mẹ. Cha mẹ ở lại trong Nam hoặc đi chiến đấu hết. Tin khó lắm, nhiều khi mấy chú, mấy cô ra họp hành gì đó thì nói gặp ba nhắn vậy đó. Ba vẫn khỏe, thế thôi, chứ đâu có thư từ gì đâu. Bây giờ mình phải học thật giỏi, mình ráng mình học thật tốt đi. Tất cả con em miền Nam đều muốn quay trở lại để mình có một cái gì đấy đóng góp cho đồng bào mình. Con em của vùng quê mà ở Rạch Giá, trên cái danh sách đó gồm có 20 mấy đứa trẻ. Điểm ra thì có tổng cộng là 12 cặp Hoài Nam và Hoài Hương, Hoài Nam là nhớ quê hương rồi nhớ miền Nam. Lúc đó mà cái tên đó nó gần như phổ biến luôn. Bao niềm nhung nhớ, quê hương nơi mẹ cha, họ hàng, chồng xóm vẫn còn khổ cực. Nơi có bưng có ruộng gắn bó cả tuổi thơ, được gửi gắm vào tên họ của những đứa con được sinh ra sau những chuyến tàu tập kết. Khát khao thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhưng 2 năm sau ngày ký kết Hiệp định Geneva, không có sự trở về như hẹn ước, bao niềm nhớ thương càng cuộn trào. 20 tháng 7 năm 56 là sau 2 năm mà thấy không có thống nhất, không được về nhà thì nhiều đứa cứ ôm mấy cột nhà của gian đứng khóc thương tiếc mỗi đứa một chỗ. Thì không biết cha mẹ của mình có đâu. Đất nước chia đôi, từng xóm nhỏ cũng nửa Nam nửa Bắc. Khi nghe tin cuộc thảm sát tại trại giam Phú Lợi hay những trận càn dã man của Mỹ Ngụy, những học sinh miền Nam đã đồng loạt để tang thay cho nỗi niềm tiếc thương với đồng bào mình đang chìm trong đau thương mất mát nơi quê nhà.
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc, sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam. Tôi nhớ không nguôi ánh sáng màu vàng, tôi quên sao được sắc trời xanh biếc. Tôi nhớ cả những người không quen biết. Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông, tình Bắc Nam chung chảy một dòng, không gành thác nào ngăn cản được. Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước, tôi sẽ về sông nước của quê hương, tôi sẽ về sông nước của tình thương. Thank you.
Thưa quý vị, nhằm chăm lo cho con em đồng bào miền Nam, hệ thống trường học sinh miền Nam ra đời nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước. Do vậy, đội ngũ thầy cô giáo, các cán bộ quản lý, phục vụ được tuyển chọn từ những lực lượng ưu tú của ngành giáo dục tại Hải Phòng và nhiều địa phương khác. Họ đã trở thành những người cha, người mẹ thứ hai của các học sinh miền Nam, chăm sóc, đùm bọc cho các học sinh miền Nam, dạy tốt, học tốt và nuôi tốt, đã trở thành lý tưởng sống của những người giáo viên mang trọng trách đào tạo những hạt giống đỏ của đất nước. Ký ức về học trò và những ngôi trường học sinh miền Nam trên đất Bắc chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí người thầy giáo Lê Ngọc Lập, một trong những người thầy đầu tiên nhận nhiệm vụ ở ngôi trường đặc biệt này. Lúc bây giờ là tôi 22 tuổi, bây giờ tôi nhận được quyết định của Bộ Giáo dục, điều tôi về trường học sinh miền Nam trên đất Bắc. Học sinh miền Nam ra miền Bắc có rất nhiều lứa tuổi khác nhau, rất nhiều em nhỏ, có những em còn em bé này. Trường miền Nam là cái trường nội trú, vừa dạy vừa nuôi. Các trường Bắc gọi là thi đua hai tốt, dạy tốt học tốt, nhưng mà trường miền Nam phải thêm một cái tốt nữa là nuôi tốt. Dạy tốt, nuôi tốt, học tốt, tất cả họ anh chị em đều xác định nuôi con, dạy con mình như thế nào thì phải nuôi con, dạy các em như vậy. Từ việc ăn ở cho đến sinh hoạt, ốm đau cho đến học hành, tu dưỡng và tất cả nó toàn diện. Cả cuộc đời đứng trên bục giảng, thầy giáo Lê Ngọc Lập đã dành toàn bộ 20 năm tuổi trẻ của mình để chăm sóc, dạy dỗ các học sinh miền Nam từ khi trường học sinh miền Nam được thành lập cho đến khi hòa bình thống nhất đất nước. Thầy Lập cũng là người đã trực tiếp đưa các học sinh của mình về lại miền Nam, hoàn thành sự nghiệp ươm trồng những hạt giống đỏ miền Nam trên đất Bắc trong 20 năm đáng nhớ của lịch sử dân tộc. Niềm tự hào của thầy giáo Lê Ngọc Lập là các thế hệ học sinh miền Nam ngày ấy đã trưởng thành và có nhiều đóng góp cho nước nhà. Ở tuổi 90, thầy Lập vẫn miệt mài ghi chép những tư liệu về thầy và trò ở các trường học sinh miền Nam với nhiều yêu thương tâm huyết. Đó là những năm tháng đáng tự hào, là tài sản tinh thần vô giá mà trọn cuộc đời gắn với nghề giáo, thầy Lê Ngọc Lập luôn nâng niu, trân trọng. Học sinh miền Nam là con người sống rất tình cảm. Tôi hiện nay còn giữ thành gần 100 bức thư của các em học sinh, hơn 65 năm rồi. Nó là cái kỷ vật vô giá của tôi. Từ năm 1954 đến năm 1975, có hơn 32.000 học sinh miền Nam đã học tập và lớn lên trong 28 trường miền Nam nội trú trên nhiều tỉnh thành miền Bắc. Hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc là những ký ức đẹp về tinh thần đoàn kết, vì miền Nam ruột thịt của nhân dân miền Bắc trong những năm tháng khó quên của chiến tranh. Mãi mãi chúng con dùng lớn lên bao nhiêu.
Thưa quý vị, từ mái trường học sinh miền Nam, các em nhỏ ngày nào đã trưởng thành và mang trong mình lý tưởng cách mạng cao đẹp. Rất nhiều học sinh sinh viên miền Nam trên đất Bắc đã xung phong lên đường đi bê, trở về miền Nam chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc. Trong những ngày tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, rất nhiều người con miền Nam trên đất Bắc đồng đầu ý nguyện trở về quê hương chiến đấu. Từ vườn ươm đặc biệt của Bác Hồ, một thế hệ học sinh miền Nam xếp bút điên gửi lại những hồ sơ kỷ vật của bản thân cho gia đình để xung phong đi bê. Câu chuyện của một thanh niên ca Lê Hiền, người đã đi vào lịch sử với bút danh Lê Anh Xuân, là một điển hình. Năm 64 là lẽ ra người ta phân công Hiến đi nghiên cứu sinh ở bên Nga, và trong cái tình hình đất nước là Hiến xung phong đi bê. Hiến sẵn sàng ra đi để mà đóng góp cho miền Nam. Và chính về miền Nam Hiến lại sáng tạo được rất nhiều. Bởi vì trong thực tế của cái miền Nam đầy gian khổ đó, thì Hiến mới viết được rất nhiều tác phẩm. Hiến trở về miền Nam rồi nhớ Dừa ơi, và đặc biệt là trường ca Nguyễn Trỗi. Thì sau đó là Hiến xung phong đi một đi chiến trường Long An. Tại vì lúc đó là Hiến nói thế nè, không đi vào chiến trường thì làm sao có những cái sáng tác hay. Tới tháng 5, tháng 68 thì Hiến về cái vùng Long An rồi. Thì hôm đó là giặc vào và Hiến xuống hầm bí mật và Hiến hy sinh đấy luôn. Và cái bài cuối cùng để ấn tượng nhất là bài Giáng Đứng Việt Nam. Giáng Đứng Việt Nam tặng vào thế kỷ. Cái bài đó là cái bài lúc Hiến sắp hy sinh, còn để lại cái bài đó. Nó như khúc bi hùng về những người chiến sĩ đã hy sinh. Hiến viết về, nhưng mà hình như đó cũng là Hiến, cũng là Hiến, cũng hình từ của Hiến đóng góp cho đất nước. Sự hy sinh của Hiến tất nhiên là ai gia đình cũng hy sinh, cũng thương, nhưng mình nghĩ là mình đóng góp cho đất nước. Xương máu đất nước làm được những cái điều cho đất nước. Bài thơ Giáng Đứng Việt Nam của nhà thơ Lê Anh Xuân đã trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng cho một thế hệ thanh niên Việt Nam lên đường theo tiếng gọi của non sông, làm nên ngày quê hương thống nhất, làm nên chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Lặng im như bức thành đồng, như đôi
đôi dép dưới chân anh dẫm lên xác thù mà vẫn một màu bình dị sáng trong, không một tấm hình, không một dòng địa chỉ anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường, chỉ để lại dáng đứng Việt Nam bạc màu thế kỷ. Anh giải phóng của nơi tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên mặt mùa xuân. Từ dáng đứng của anh trên đường bằng đất sơn nhớ, dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam. Anh yêu quý, anh đứng đó tượng trưng cho thế hệ trẻ, như cây súng chắc trong tay lưỡi lê sáng ngời, sắc mỹ hoàng 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 giờ khiếp kinh, gương người dũng cảm đi thẳng vào lịch sử, vang vọng lại lời ca lớp lớp lên đường. Trở thành tư thế Việt Nam tự hào thế hệ, anh giải phóng qua nơi tên anh đã thành tên đất nước, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Từ gian đơn của anh trên đường bằng đất sơ nhớ, tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Từ dáng đứng của anh trên đường bằng đất sơ nhớ, dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam. Đối với nhiều người, dù có những thăng trầm, dù cuộc sống đã nhiều đổi thay, nhưng trong lòng họ, tình cảm với miền Bắc vẫn luôn vẹn nguyên. Những ký ức về miền Bắc vẫn là một phần không thể tách rời. Và cho đến những ngày cuối đời thì họ vẫn giữ nỗi day dứt khi những kỷ vật của bản thân vẫn chưa thể trở về với người thân. Trong căn nhà nhỏ của gia đình bác sĩ Huỳnh Văn Muôn vẫn lưu giữ đầy ắp những ký ức về 18 năm tập kết và sinh sống trên đất Bắc của ông và người vợ. Năm 1972, chàng sinh viên y khoa lúc đó quyết tâm xung phong về miền Nam chiến đấu. Thấy trong ánh mắt chồng là ý chí và nỗi nhớ thương quê nhà, Huỳnh Thị Kim Nở giấu đi căn bệnh tim của mình để cùng chồng vượt Trường Sơn trở về Nam. Chú nói là chú còn phải mắc nợ với miền Nam cho nên là chú phải về. Cái đoạn đường mà từ Tây Ninh mà về đến Cà Mau nó là vất vả. Đất cày cho nên là sụp, té, có đất té, nhà hồi đầu về. Thế rồi, ổng ấy thôi đừng có khóc để anh cõng,
cảnh đi, đi cái đâu cũng 2 cây số. Đi vất vả thì nhưng mà có chồng có vợ thì đi nó cũng an ổn. Tôi thấy được là nỗi nhớ của ba tôi về miền Bắc rất là sâu sắc. Khi mà nhớ tới miền Bắc nó thường là sẽ đem những cái phim, những cái tấm ảnh chụp ở miền Bắc lấy ra xem đi xem lại hàng ngày, xong rồi còn in thành những cuốn sách. Năm 2022, bác sĩ Huỳnh Văn Muôn qua đời. Dọn dẹp lại căn nhà xưa, gia đình tìm thấy những đồ vật chất chứa biết bao kỷ niệm suốt những năm tháng tuổi trẻ của ông. Thấy ông nằm còn thở bằng máy, cho nên là không biết nói gì, chỉ nói là anh ráng sống đi, về với em. Bây giờ động đến cái gì của ông cũng thấy nhớ hết rồi. Thương nhớ em. Ngày 2 tháng 10 năm 73, chú thì nói thương cô dữ lắm, chứ nếu mà không thương thì suốt dọc đường Trường Sơn đâu có mà cực khổ với cô như vậy. Cô nói là hết mức luôn. Cô chỉ biết là nếu còn sống ngày nào thì cô sẽ vì cháu, thương cháu, lo lắng cho con cái. Những cái bộ kỹ thuật này là ba sử dụng trong lúc đi bê. Gia đình cũng có thấy được cái sự lưu luyến của ba nên cũng đã cố gắng gìn giữ. Từ đó thì mình rất là muốn tìm lại những kỹ thuật của ba trên đất Bắc để đem về dâng lên cho ba. Trở lại Hà Nội, mang theo ước nguyện của những người thân trong gia đình, chúng tôi tìm đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ba. Nơi đây đang lưu giữ hơn 72.000 hồ sơ của cán bộ đi bê, trong đó có hơn 36.000 hồ sơ của những đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Tập lưu trữ của ông Huỳnh Văn Muôn để lại có 101 tờ hồ sơ và kỷ vật, là một trong những người con quê hương Cà Mau để lại nhiều kỷ vật nhất trước khi lên đường trở về miền Nam chiến đấu. Trong đó có những lá đơn viết tay đặc biệt. Kính thưa quý vị, hiện nay tôi đang có mặt cạnh hai vị khách mời, đó là bà Trần Thị A và chị Trần Thị B. Và chúng ta có thể cảm nhận thấy rằng là hai vị khách mời của chúng tôi đang rất là xúc động. Và chúng tôi tin rằng gia đình cũng rất tự hào về bác sĩ, một người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Trong 3 lần viết thư xin trở về miền Nam chiến đấu, có những dòng thư trong biết trong bức quyết tâm thư đầu tiên được viết năm 1966, trước khi thế chống Mỹ của hai miền Bắc Nam và trước lời kêu gọi thiêng liêng của Bác là đánh đế quốc Mỹ cho tới khi thắng lợi hoàn toàn. Tôi là một học sinh con em của đồng bào miền Nam anh hùng, Nam Bộ thành đồng tổ quốc, không thể phanh tay làm ngơ được. Tôi nguyện sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ đâu tổ quốc và Đảng cần. Nguyện học tập, làm việc, chiến đấu như những người cộng sản, quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Và cùng với những cảm xúc này, ngay sau đây, chương trình muốn xin được trao lại hồ sơ kỷ vật của bác sĩ cho gia đình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, sẽ lên trao lại hồ sơ kỷ vật. Vâng, thưa chị Trần Thị Anh, chị nhận được kỷ vật của ba mình thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? Một điều đặc biệt là trong quá trình tìm hồ sơ kỷ vật, chúng tôi cũng đã tìm được hồ sơ kỷ vật của bà. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời bà Trần Việt Hoa sẽ một lần nữa trao lại kỷ vật cho chính bà ở trên sân khấu này.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi rất hy vọng rằng sẽ có nhiều gia đình có được niềm vui khi nhận lại kỷ vật của người thân giống như của bác sĩ Trần Văn Bê. Và để có được điều này, chúng tôi nghĩ rằng sẽ là nỗ lực của Trung tâm Lưu giữ Quốc gia 3. Và lúc này thì bà Trần Thị Hoa, bà có chia sẻ gì không chỉ với gia đình ở trên sân khấu mà còn của rất nhiều những gia đình đang ngóng chờ những kỷ vật của người thân được trao lại ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng là tìm được những cái kỷ vật để trao lại cho nhiều gia đình hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn bà. Và kính thưa quý vị, trong lời nhắn nhủ gửi đồng bào miền Nam ra Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn mỗi người sẽ tùy theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Theo lời Bác dạy, trong số hàng vạn đồng bào tập kết ra Bắc, không ít người đã tình nguyện ở lại, sinh sống, lập gia đình tại miền Bắc và coi đây là quê hương thứ hai của mình. Ông Trần Văn Bê, quê tại Rồng Trôm, Bến Tre, tập kết ra Bắc theo lời hiệu triệu của Đảng vào cuối năm 1954. Và trong chuyến đi định mệnh của cuộc đời, ông đã gặp một mụ của mình, đó chính là bà Lê Thị Diềng tại Thanh Hóa. Cũng ở đây mấy tháng, sau đó thì cũng có số bạn bè mà thân binh cùng tập kết ra rồi ở đây, động viên bắt đầu hai người. Đây là bên tính của bà Hiền, trung sĩ. Hai vợ chồng đó là đầm bọc để mà nuôi 7 người con rất khổ. Nhưng mà rồi cũng vượt qua hết sông quê á. Là quay lên đó, dự bao cũng không được. Bạn em là thường mộng tưởng về quê, cho nên là thường là chảy nước mắt. Đến bây giờ em thấy, nhớ vừa lắm. Nếu trong chiến tranh mà không ai chết thì nằm lại rừng. Bây giờ nằm ở đây thì cũng là đất của quê hương. Giúp đỡ bà con nhân dân đây xây dựng Thanh Hóa là tiên nhân. Chỉ 3 năm sau ngày tập kết ra Bắc, ông Nguyễn Văn Đạt, Lê Văn Thọ là bộ đội miền Nam thuộc Trung đoàn 26, Sư đoàn 330 được chuyển vùng về xây dựng nông trường Lam Sơn. Ở lại là xây dựng nông trường, xây dựng nông binh, và lúc đó xây dựng phá rừng rồi khai hoang để trồng hoa màu để làm kinh tế cho bộ đội. Còn số khỏe trở về miền Nam để chiến đấu. Thì khai hoang bằng ngày thì đi pháp rừng rồi bứng gốc rồi đủ thứ lên đợi mà. Thành ra cái mệt nhọc của anh em không có nghĩ gì chứ. Lúc đó là làm là không kể ngày, không kể giờ, từng không thứ. Đêm đốt đuốc làm thêm nữa. Tôi thương ông đó là người miền Nam tập kết. Tôi lấy ông đó sinh con, trưởng thành, nuôi dạy con, ăn học đến cùng. Tôi rất tự hào là ba là người miền Nam, má là người miền Bắc, và là ra xây dựng vùng kinh tế. Tôi là tiếp nối đời cha là xây dựng là nông trường Lam Sơn là một màu xanh ngút. Kể từ dấu mốc lịch sử năm 1954, bao thế hệ người con miền Nam trên đất Bắc đã lao động, chiến đấu, xây dựng gia đình và đặt nền móng cho sự phát triển trên mảnh đất sâu nặng nghĩa tình. Những cống hiến âm thầm và bền bỉ ấy đã góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp. Kính thưa quý vị, từ bến tàu không số tại Hải Phòng, những hạt giống đỏ được ươm trồng trên đất Bắc đã quay về xây dựng miền Nam, trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Ngày thống nhất là ngày mà niềm vui được đoàn tụ đến gần hơn bao giờ hết. Những cô bé, cậu bé hồn nhiên ngày nào nay đã trưởng thành, và nhiều người trong số họ đã là các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà giáo, nghệ sĩ, doanh nhân có uy tín, đóng góp nhiều cho xã hội. Điều đó đã khẳng định cuộc dịch chuyển học sinh quy mô lớn nhất lịch sử được đánh giá thành công trên cả ba phương diện: rèn luyện con người, mô hình giáo dục
và chiến lược đào tạo lâu dài. Sương máu là đang đổ ra, mồ hôi nước mắt, còn cả đồng bào cũng đổ ra rất nhiều. Vậy thì trách nhiệm của mình, tức là phải học học người đất nước, học thay cho những người mà đã ra chiến trường. Phải nỗ lực để đưa những cái gì tốt nhất đưa về Việt Nam cho bằng được. Để xây dựng đất nước Việt Nam ngang tầm để các nước tiên tiến trên thế giới. Cuộc cách mạng của chuyển đổi số là con đường để Việt Nam bước vào cái nguyên mới, cái nguyên vương mình của dân tộc. Sớm được giác ngộ cách mạng, đồng chí Trần Văn Yên lên đường ra Bắc tập kết khi vừa tròn 21 tuổi. Ngày 5 tháng 6 năm 1963, ông là một trong 7 sĩ quan pháo binh được đào tạo kỹ thuật ở miền Bắc trên chuyến tàu không số vào Nam. Trở về quê hương sau gần 10 năm xa cách, người chiến sĩ không khỏi bồi hồi xúc động. Không có cái vui nào lớn hơn là được chọn về Nam. Từng trực tiếp điều khiển 3.791 trận đánh lớn nhỏ, bị giặc bắn xuyên qua má gãy 16 chiếc răng, có lần trúng đạn chạm phổi. Tất cả những hiểm nguy ấy không thể làm lung lay ý chí người lính. Tôi không ngại hy sinh, được trên giao đâu, để nỗ lực hoàn thành tốt cái việc đó. Xông pha thời chiến, cống hiến thời bình, trở về giữa đời thường, thiếu tướng Trần Văn Niên tiếp tục phát triển kinh tế, giúp đỡ bà con nông dân các tỉnh miền Tây thoát nghèo. Ra Bắc, những người tập kết không chỉ là chiến sĩ mà còn là những người trí thức đầy khát vọng cống hiến. Tiến sĩ Mai Liêm Trực đã trở thành người tiên phong đưa Internet về Việt Nam. Thì bác dặn dò bà học đi đôi với hành, cố gắng nỗ lực học hành để sau này về xây dựng miền Nam, tái thiết đất nước. Và nghe lời bác cho nên là tôi cũng ở Đức về vào cuộc và làm hết mình cho cái ngành bưu điện viễn thông nó phát triển. Năm 1991, tôi đi dự hội nghị quốc tế về thông tin vệ tinh tại Washington DC. Do đó lần đầu tiên tôi được các bạn Mỹ và Úc họ giới thiệu về Internet. Lúc đấy thì phải nói rằng mình ngạc nhiên, mình thấy nó quá tuyệt vời. Cho nên cố những cái gì tốt của thế giới đưa về Việt Nam. Và đấy là cơ sở để năm 97 đưa Internet vào Việt Nam. Kể cả nước ngoài cũng ngạc nhiên về cái ngành viễn thông phát triển nhanh như vậy. Phải nói là cái nỗ lực chung của toàn ngành. Và trong đấy cũng có nhiều hợp đồng cho Việt Nam của trong cái ngành bưu chính viễn thông. Ở trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào của đất nước cũng đều có sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ những cựu học sinh miền Nam trưởng thành từ cái nôi giáo dục miền Bắc. Từ những anh hùng trong lực lượng vũ trang, tới những nhà khoa học, đến những nghệ sĩ tài năng, những tên tuổi lớn trong giới văn học nghệ thuật đều gắn với bốn chữ học sinh miền Nam. Có lẽ những cái ngày đó là những cái ngày mà đi vào lòng mình, đi vào tình cảm của mình, làm cho mình sau này cũng là một cái cơ sở để cho mình trưởng thành. Cảm giác là những cái ngày tháng mà học ở trường học sinh miền Nam là những ngày tháng rất là hạnh phúc. Tình cảm ngày xưa của các thầy cô đối với mình như thế nào thì bây giờ chúng tôi đối với sinh viên cũng vậy, mà nó thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục làm công tác giảng dạy khi nào mình còn có thể. Chúng tôi những đứa con được sinh ra trong tình yêu Nam Bắc, cho nên chúng ta sống để không hổ thẹn, và những người nằm xuống để đất nước có được ngày hôm nay. Chuyến tàu tập kết ra Bắc năm xưa không chỉ là hành trình về địa lý mà còn là một hành trình của lòng yêu nước, ý chí cống hiến của một thế hệ đã trọn đời vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa quý vị, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc có thể coi là một vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam từ những ngày gian khó, nay đã mang lại những kết quả to lớn cho đất nước. Và tôi đang được đứng cạnh công trình hạt giống đỏ, một biểu tượng của tình cảm gắn bó sâu sắc giữa những người con miền Nam với nhân dân thành phố Hải Phòng. Và lúc này Hoài Anh rất vinh dự được gặp gỡ với hai vị khách đặc biệt, hai cựu học sinh miền Nam đã có những năm tháng học tập tại miền Bắc. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào. Và xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Diệp Ngọc Sơn, nguyên Tổng thư ký Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh.
cả nước ta đang hướng về dịp kỷ niệm 70 năm cán bộ chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Cũng là một người con miền Nam đã có những năm tháng học tập ở miền Bắc. Ông bà có cảm xúc như thế nào trong những ngày này ạ? Tôi học ở Hải Phòng 7 năm. Và những cái ấn tượng suốt trong 7 năm đó, nó theo mãi cuộc đời tôi bởi cái sự chăm sóc, dạy dỗ của đồng bào, của lãnh đạo Hải Phòng. Thời kỳ đó, Hải Phòng rất khó khăn. Mà tất cả các cái ưu tiên thì thành phố Hải Phòng dành cho học sinh miền Nam. Biết ơn cách mạng, biết ơn nhân dân Hải Phòng. Tức là lúc bây giờ chúng tôi luôn ước mơ học tập, rèn luyện thành những người tốt để sau này về xây dựng miền Nam. Và đúng thực tế nó diễn ra như vậy. Nên phải nói là cái cuộc tập kết đó với chúng tôi, nó là bước ngoặt rất đặc biệt. Cái quyết định hết sức sáng suốt của Đảng Bác Hồ. Nếu mà chừng nào còn chiến tranh, thì đội ngũ tập kết và con em họ sẽ có điều kiện quay trở lại miền Nam chiến đấu với một trình độ cao hơn trước, với một quyết tâm chính trị cao hơn trước. Còn nếu là hòa bình thì đó là những người xây dựng đất nước. Và như chị Sương đây, lúc ra đây thì học lớp 4, nhưng mà khi trở về thì là tiến sĩ. Hơn 30.000 học sinh miền Nam khi mà thống nhất đất nước là đầy đủ bản lĩnh, đủ năng lực để sẵn sàng cống hiến mọi lĩnh vực. Tôi làm ở trong cái ngành giáo dục, hồi gặp lại hiệu trưởng đại học thì hầu như là học sinh miền Nam. Và tôi dạy ở Đại học Bách Khoa cùng với dân. Và sau 75 nhìn lại thì lớp cán bộ đầu đàn khoa của cả nước lúc đó chính là những người được đào tạo ở Liên Xô, ở Đức và Đông Âu. Và cái bài học là nhìn xa vài chục năm, chuẩn bị con người cho vài chục năm lúc đó, bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Vâng thưa ông bà, và như vậy quyết sách chiến lược này đã để lại những bài học gì cho Việt Nam trong sự nghiệp đoàn kết và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao từ đó đến nay ạ? Nhìn lại chúng ta thấy thì cái bài học thứ nhất ấy, là Đảng, Nhà nước khi hoạch định chính sách phát triển bao giờ cũng phải nhiều khả năng, chuẩn bị nhiều phương án để thích nghi, thì lúc đó chúng ta mới chủ động được. Cái bài học thứ hai là nước chúng ta vốn ở nước so với quốc tế rất là nghèo, nhưng mà con em của một nước nghèo học xong phổ thông gửi sang một nước hiện đại vẫn học được. Chúng ta thành công chính là chỗ đó, nên chúng ta phải giữ cái niềm tin đó. Bây giờ cũng vậy, người Việt Nam được chuẩn bị thì có thể tiếp thu được hiệu quả cao nhất về khoa học công nghệ. Và cái bài học thứ ba, chúng tôi ở miền Bắc không phải ở trong trường không nữa, vẫn ở nhà dân rất nhiều. Ngày hè cũng ra cùng dân đi gặt lúa, thì những kỷ niệm về nông thôn Việt Nam rất có ý nghĩa. Cái tinh thần giáo dục, học đi đôi với hành, bây giờ vẫn hoàn toàn đúng như vậy. Nhớ đến Đảng Bác Hồ thì nhớ đến những cái tầm nhìn chiến lược đó. Và đấy là cái quá trình hình thành con người Việt Nam yêu nước, yêu đồng bào. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời. Kính thưa quý vị, 70 năm đã trôi qua, sự kiện chuyển quân tập kết ra Bắc sau Hiệp định Geneva vẫn mãi là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết vượt thế kỷ, là cầu nối của nhiều thế hệ người Việt Nam cùng chung sức, chung lòng, dấn thân, phụng sự Tổ quốc. Trên dài trèo dần, tôi Việt Nam.
sân quê thương nhiều những con người bất khuất kiên cường ơ họ hãy sống quan họ hãy sống quan họ đất quê anh hùng vì chốn nơi đây sắc màu sắc ý vẫn vươn tay chèo mái son đôi cặp xanh mơ đang vui quê ta vẫn vui ngày đây hãy ai xuôi ngược dừng nghe cô ca sống thôn được mùa một giai đoạn lịch sử không thể nào quên, ở đó khắc ghi những ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết, tập kết ra Bắc đã trở thành bài học về tinh thần gắn kết, đùm bọc, sẻ chia của đất nước ta trong nhịp sống hôm nay. Từ quyết sách mang tính lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, hơn 7 vạn đồng bào chiến sĩ miền Nam tạm xa gia đình, về trong lòng miền Bắc thân thương. Lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không có gì quý hơn độc lập tự do đã trở thành chân lý, lẽ sống, ý chí bất khuất của cả dân tộc. Câu nói bất hủ đó là sợi chỉ đỏ thổi bùng lên ngọn lửa đoàn kết dân tộc, biến nỗi đau chia ly thành động lực mạnh mẽ để đồng bào chiến sĩ vượt mọi gian khổ hy sinh, chung sức đồng lòng vạn người như một. Đến ngày Bắc Trung Nam liền non sông một dài, đồng bào ta có chiều chiều cuộc sung vầy. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Bài học muôn thuở của cách mạng Việt Nam, bất cứ thời nào, giai đoạn nào của lịch sử đã khẳng định, càng đoàn kết càng thắng lợi càng lớn thì tinh thần đoàn kết càng có dịp thăng hoa. Năm 2021, khi cả nước đứng trước thử thách vô cùng lớn, khi đại dịch Covid-19 bùng phát với cường độ mạnh và tốc độ lây nhiễm tăng, nhưng chính trong những ngày tháng đầy hiểm nguy ấy, chúng ta tiếp tục được chứng kiến một Việt Nam đồng sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
để nỗ lực vượt qua mọi khó khăn cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao và kịp thời của Đảng, Chính phủ. Đại dịch đi qua, Việt Nam lại một lần nữa gồng mình trước thiên tai. Với sức tàn phá nặng nề của cơn bão Yagi được ghi nhận là mạnh nhất trong lịch sử 60 năm qua. Lửa thủ bạc, gian lan thử sức, bão Yagi chưa qua, bão Trà Mỹ lại tới. Chỉ có tình người, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sự phát triển của đất nước mới trở thành điểm tựa để Việt Nam vượt qua mọi thử thách, bước qua nỗi đau hậu bão lũ và ngày càng vươn mình phát triển. Đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết, giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Với thế và lực đã được tích lũy trong gần 40 năm đổi mới đất nước, với thời cơ và hội mới, chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó là kỷ nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện thành công mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ước vọng toàn dân tộc, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Và yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thực tiễn lịch sử cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên sức mạnh to lớn và là cội nguồn của mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Chỉ có đại đoàn kết mới có thắng lợi. Đất nước ta ngày hôm nay đạt những thành tựu lớn, đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất, tỷ lệ nghèo giảm thuộc loại nhanh nhất thế giới. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 nước là thành viên Liên Hiệp Quốc, xây dựng các mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới và khu vực. Đó là thế và lực mà chúng ta đã tích lũy được với sự đồng lòng chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục đạt những kỳ tích, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chủ trương của Đảng trong những năm kháng chiến đã gợi mở cho chiến lược giáo dục đào tạo ngày nay. Như văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng nêu rõ, phát triển nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Chú trọng nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Hải Phòng luôn nỗ lực là thành phố đi đầu trong giáo dục và rèn luyện các thế hệ tương lai. Ký ức về những người con Việt Nam tập kết ra Bắc đã trở thành huyền thoại về nghĩa Bắc tỉnh Nam, làm sâu sắc thêm chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Cùng tri ân và trân trọng quá khứ để phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta vừa cùng nhau nhìn lại những ký ức lịch sử hào hùng về dấu mốc quan trọng cách đây 70 năm, đánh dấu bước ngoặt của đất nước vừa trải qua chiến tranh nhưng vẫn vững vàng hướng về tương lai. Những người con miền Nam ra Bắc không chỉ mang theo những hành trang đầy ắp kỷ niệm mà còn mang trong mình khát vọng đoàn kết, hòa bình và thống nhất, đồng thời khẳng định tình yêu quê hương, tình yêu đất nước sẽ mãi mãi là sợi dây vô hình gắn kết mọi người con đất Việt dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào. Với những cảm xúc đang đầy trong trái tim, chương trình Cầu Truyền Hình kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc tình sâu nghĩa nặng xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã cống hiến và dựng xây đất nước. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình đầy ý nghĩa này. Xin kính chào, tạm biệt. Ai đã ghi vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã du ngủ những dòng sông cùng mẹ má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc mưa khói rơi xeo tháng năm. Người Việt Nam giao lưu ban đêm, hào hứng bay vút như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, nhiều lúa trên vàng thắm nắng trời. Trời vắng, đất vắng.
sông.